Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, trong ngày 2 tháng 10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã thảo luận với Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang nước này Oleksandr Zelensky xoay quanh tình hình mới nhất ở tỉnh Donetsk. Cụ thể ra sao mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Trong bài phát biểu đêm ngày 2 tháng 10, ông Zelensky lên tiếng thừa nhận quân đội Ukraine ở một số mặt trận tại tỉnh Donetsk đang gặp bất lợi trước đối phương một trang báo dẫn lời ông zelensky cho biết hôm nay tôi đã có một số cuộc thảo luận với tổng tư lệnh zelensky về tỉnh donetsk nơi mà nhiều mặt trận đang gặp bất lợi bất chấp những khó khăn đó các binh sĩ ukraine vẫn gây nhiều thiệt hại cho quân nga và quan trọng hơn là khiến cho đối phương kiệt quệ theo nhận định của tờ Ukrinform, việc ông Zelensky thừa nhận quân đội Ukraine gặp bất lợi ở Donetsk diễn ra trong bối cảnh giới lãnh đạo quân sự Ukraine trước đó cùng ngày đã cho phép điều động rút nhiều đơn vị phòng thủ khỏi thành phố Vuhledar để bảo toàn nhân lực cùng trang thiết bị quân sự. Hãng thông tấn TASS của Nga đưa tin, chính quyền Estonia đang xem xét về khả năng gửi binh sĩ từ khu vực phía tây Ukraina để tham gia vào các nhiệm vụ phi chiến đấu. Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Hanno Pepku phát biểu tại một sự kiện được tổ chức ở Warsaw, Ba Lan cho biết, chúng tôi hiện chưa đưa ra quyết định cụ thể. Trước tiên, chúng tôi cần đảm bảo an toàn cho các binh sĩ của mình, bởi việc di chuyển một đơn vị có quy mô cỡ lữ đoàn với trang thiết bị quân sự sẽ là một mục tiêu bự với người Nga cũng theo vị quan chức này quyết định triển khai quân tự ukraine phải được sự chấp thuận từ các quốc gia thành viên trong tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato đồng thời phải tính tới tất cả những chi tiết như các biện pháp bảo vệ tương xứng cũng như công tác hậu cần theo tass đây không phải là quốc gia thành viên nato đầu tiên nêu ý định gửi quân tự ukraine tổng thống pháp emmanuel macron trong một sự kiện tổ chức ở thành phố paris vào đầu năm nay cũng đề xuất các quốc gia phương tây xem xét gửi bộ binh đến những tỉnh nằm ở phía tây ukraine trong một bài báo trên tạp chí Weapon and Strategy, cựu trợ lý lầu năm góc Stephen Brien đã cho biết Tổng thống Ukraine Zelensky đang ra lệnh cho quân đội Ukraine tiếp tục tiến vào khu vực Kursk khi họ sẽ sớm từ bỏ vị trí ở Uleda. Cụ thể ra sao? Mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Cựu trợ lý lầu năm góc Stephen Brien lưu ý, Uleda sẽ là một chiến thắng tâm lý và quân sự quan trọng đối với người nga khi họ đạt được thành công. Trong khi đó, ông Zelensky tiếp tục đưa quân vào khu vực Kursk. Ông cho biết thêm rằng, chính phủ của ông Zelensky dường như đang bị căng thẳng nghiêm trọng và tiếp tục theo đuổi những mục tiêu vượt quá khả năng của mình. Riêng Tổng thống Zelensky đang ra lệnh cho quân đội tiếp tục tiến vào Kursk là một hành động khá kỳ lạ. Ông Brian kết luận, lưu đoàn cơ giới số 72 bị mắc kẹt ở Uleda. Người Nga đã bao vây nó từ mọi phía và kiểm soát mọi lối thoát. Trong ngày 1 tháng 10, Thống đốc vùng Zabaykarsky Alexander Osipov cho biết trên kênh Telegram của mình rằng, các binh sĩ của lực lượng vũ trang Nga đã kéo cờ quốc gia và biểu ngữ chiến thắng trên một bệnh viện ở Vuleda thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Theo vị quan chức này, lá cờ Nga được kéo lên bởi những người lính thuộc Tập đoàn Quân Cận Vệ số 29 đóng tại vùng Zabaykarsky. Theo kênh Mass Telegram, các trận chiến giành Vuleda kéo dài trong 31 tháng. Chuyên gia quân sự Boris Yushin cho biết, nhóm lực lượng vũ trang Ukraine đã rời khỏi thành phố và rút lui về phía Bắc. Vadim Firaskin, người đứng đầu Cục Quản lý Quân sự khu vực Donetsk do Kiev bổ nhiệm, cho biết 107 người vẫn còn ở lại thành phố, trẻ em đã được sơ tán. Việc cung cấp viện trợ nhân đạo, thuốc men và nước cho những người vẫn còn ở lại thành phố là vô cùng khó khăn. Các cuộc giao tranh khiến việc cung cấp viện trợ nhân đạo cho Toresk, nơi có khoảng 1.500 người vẫn còn ở lại, trở nên rất khó khăn. Hầu hết, họ không muốn rời khỏi nhà của mình. Trước đó có thông tin cho biết, quân đội của lực lượng vũ trang Ukraine đang cố gắng rời khỏi thành phố Vuleda trong khi chịu tổn thất lớn các tuyến đường thoát hiểm của quân đội Ukraine nằm dưới sự kiểm soát hỏa lực của lực lượng vũ trang Nga. Ở một diễn biến khác, Tổng thống Ukraine Zelensky đã khiến một nửa nước Mỹ chống lại Ukraine vì chuyến đi tới Pennsylvania. Các thành viên đảng Cộng hòa coi sự kiện này là can thiệp vào cuộc bầu cử. Cựu tham mưu trưởng phái bộ quân sự NATO tại Moscow, Harry Tabasker, đánh giá trong một cuộc phỏng vấn với kênh YouTube Ranatut. Ông Zelensky bắt đầu chuyến công du Mỹ vào ngày 22 tháng 9 bằng chuyến thăm nhà máy sản xuất đạn dược ở Scranton, nơi ông đi cùng với các đại diện của Đảng Dân Chủ. Trong bài phát biểu của mình, ông Zelensky cũng chỉ trích quan điểm của ứng cử viên cho chức phó Tổng thống Mỹ thuộc Đảng Cộng hòa James David Vance về cuộc xung đột ở Ukraine. Ngày 26 tháng 9, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đã yêu cầu ông Zelensky cách chức đại sứ Ukraine tại Mỹ vì đã tổ chức chuyến thăm nhà máy của ông, đồng thời gọi chuyến đi này là sự can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Ông đã đạt được điều đó, làm tốt lắm, tôi xin chúc mừng ông bây giờ hơn một nửa số người mỹ đang tức giận với ông ông tabaker lưu ý ông tabaker kêu gọi chú ý đến giọng điệu trong bức thư của johnson trong đó cậu yêu cầu trực tiếp tới ông zelensky như tabaker đã chỉ ra chủ tịch hạ viện là một chính trị gia và là nhà ngoại giao khá giàu kinh nghiệm không dễ bị cảm xúc chi phối nhưng ông tin rằng lần này phản ứng của ông johnson đã tỏ rõ thái độ tức giận của ông ông chia sẻ tôi đã phục vụ ở bốn đại sứ quán tôi hiểu được một chút ngôn ngữ ngoại giao và ngôn ngữ quân sự thậm chí còn cứng rắn hơn ngôn ngữ quân sự. Như sĩ quan này lưu ý, ông Zelensky bằng hành động của mình đã đứng về phía đảng Dân Chủ trong cuộc đấu tranh chính trị nội bộ của Mỹ và ông đã nhận được phản ứng tương xứng từ đảng Cộng Hòa. Tổng thống Zelensky đã đến thăm Mỹ trong tuần trước. Ông đã gặp Tổng thống Joe Biden hôm thứ Năm để xin phép sử dụng tên lửa tầm xa của phương Tây để tấn công Nga, nhưng Nhà Trắng không tuyên bố thay đổi các tiếp cận cấm kỳ ép sử dụng những vũ khí đó. Một ngày sau đó, ông Zelensky đã gặp ứng cử viên Tổng thống từ đảng Cộng Hòa Donald Trump. Cựu Tổng thống Mỹ bày tỏ hy vọng rằng nếu giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 11, ông sẽ có thể tìm ra một giải pháp tốt cho cả hai bên trong cuộc xung đột ở Ukraine, ngay cả trước lễ nhậm chức vào ngày 20 tháng 1. Ông Donald Trump bổ sung rằng nếu đắc cử, ông sẵn sàng hợp tác với cả hai bên để giải quyết xung đột. Ông Zelensky cho biết đã nói chuyện với cả ông Trump và đối thủ thuộc Đảng Dân Chủ, Phó Tổng thống Kamala Harris, vì Ukraine cần sự hỗ trợ mạnh mẽ của Mỹ trong cuộc chiến đang tiếp diễn với Nga. Ông Trump khen ngợi ông Zelensky, nhưng cũng nói rằng ông có mối quan hệ tốt với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Chúng tôi có mối quan hệ rất tốt với Zelensky, và như các bạn biết, tôi cũng có mối quan hệ rất tốt với Tổng thống Putin. Cựu Tổng thống Trump nói với các phóng viên, nếu tôi thắng cử, tôi nghĩ chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề này rất nhanh. Ông Zelensky đã tận dụng chuyến thăm Mỹ để trình bày kế hoạch chiến thắng của mình, mà một quan chức Mỹ mô tả là yêu cầu cung cấp thêm vũ khí và dỡ bỏ hạn chế về việc sử dụng tên lửa tầm xa. Trong thời gian ở Mỹ, ông Zelensky đã đến thăm một nhà máy sản xuất đạn dược ở bang Pennsylvania cùng với thống đốc bang George Shapiro, đồng minh của bà Kamala Harris. Chuyến thăm này đã gây phẫn nộ cho chiến dịch của ông Trump và một số nghị sĩ đảng Cộng Hòa, đặc biệt vì Pennsylvania là bang chiến hiệu quan trọng trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới. Trước đó vào ngày 26 tháng 9, những người gần gũi với ông Trump và chiến dịch của ông cho biết khả năng một cuộc gặp với ông Zelensky rất thấp, nhưng ông Trump đã thay đổi quyết định trong thời gian ông Zelensky ở Mỹ. Sự khác biệt quan điểm giữa ông Trump và bà Harris về vấn đề Ukraine phản ánh sự chia rẽ trong chính các đảng Dân Chủ và Cộng Hòa. Trong khi Trump và một số nghị sĩ Cộng Hòa nghi ngờ về giá trị của việc cung cấp vũ khí và hỗ trợ tài chính cho Ukraine, thì các đảng viên Dân Chủ do Tổng thống Biden dẫn đầu đã quyết tâm trừng phạt Nga và hỗ trợ Ukraine coi chiến thắng của Ukraine là lợi ích an ninh quốc gia quan trọng. Thưa quý vị, cựu Tổng thống Donald Trump cho biết, nếu được bầu, ông sẵn sàng thực hiện một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine, nhấn mạnh mối quan hệ tốt đẹp của ông với Tổng thống Nga Vladimir Putin, ngay cả khi cựu Tổng thống đứng cạnh Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ông Trump và tổng thống Ukraine Zelensky đã gặp nhau tại New York hôm 27 tháng 9, tạo cơ hội cho nhà lãnh đạo Ukraine có bài phát biểu cá nhân với ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa, người công khai nghi ngờ về việc Mỹ tiếp tục hỗ trợ an ninh cho Ukraine chống lại Nga cả ông trump và ông zelensky đã từng nhiều lần chỉ trích nhau trước cuộc gặp bởi các quan điểm trái ngược ông trump từng mỉa mai ông zelensky là doanh nhân tài giỏi nhất từ trước tới nay vì kiev đã nhận hàng tỷ đô la mỹ viện trợ quân sự từ mỹ và châu âu mới đây ông bình luận rằng tổng thống zelensky muốn harris giành chiến thắng trong cuộc bầu cử trong khi đó ông zelensky từng cho biết ông trump không biết làm thế nào để chấm dứt xung đột giữa nga và ukraine Trước phóng viên, ông Trump nói, chúng tôi có mối quan hệ rất tốt và tôi cũng có mối quan hệ rất tốt với Tổng thống Nga Putin. Tôi nghĩ nếu chúng tôi thắng, chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề rất nhanh chóng. Ông Zelensky nói xen vào, tôi hy vọng chúng ta có mối quan hệ tốt đẹp hơn. Ông Trump nói, ồ tôi hiểu rồi, cần có hai người để nhảy tango, ông biết đấy, và chúng ta sẽ làm được, chúng ta sẽ có một cuộc họp tốt đẹp. Và tôi nghĩ rằng, việc chúng ta còn ở bên nhau ngày hôm nay là một dấu hiệu rất tốt. Cuộc gặp diễn ra vào thời điểm then chốt đối với ông Zelensky trước thêm cuộc bầu cử Mỹ vào tháng 11. Ông đã tìm cách thuyết phục chính quyền Tổng thống Biden rằng đất nước của ông vẫn có thể giành chiến thắng trong xung đột, miễn là Mỹ và đồng minh tăng cường đáng kể và nhanh chóng viện trợ quân sự. Ông Trump đã nhiều lần phàn nàn về khoản tài trợ mà Mỹ cung cấp cho Ukraine và tuyên bố ông sẽ nhanh chóng chấm dứt cuộc xung đột giữa hai bên. Ông Zelensky cảm ơn ông Trump vì đã đồng ý gặp mặt, đây là lần gặp đầu tiên giữa hai người kể từ 5 năm trước. Tôi nghĩ chúng ta có quan điểm chung là chiến tranh ở Ukraine phải chấm dứt, Ukraine phải thắng thế và tôi muốn thảo luận với các bạn chi tiết về vấn đề đó, ông Zelensky nói. Sau cuộc họp kết thúc, Cả ông Trump và ông Zelensky đã xuất hiện cùng nhau trên Fox News. Cựu Tổng thống Trump nhắc lại rằng, Ông nghĩ rằng một thỏa thuận công bằng là có thể và có thể được thực hiện nhanh chóng, ngay cả khi ông Zelensky muốn Nga phải hoàn toàn rút khỏi Ukraine. Ông Zelensky mời ông Trump tới thăm Ukraine và cựu Tổng thống Mỹ cho biết, tôi sẽ làm vậy, đó là một đất nước xinh đẹp. Chuyến thăm của ông Zelensky đến nhà máy vũ khí ở tiểu bang chiến trường quan trọng Pennsylvania bị các thành viên hàng đầu của Đảng Cộng Hòa coi là một sự kiện vận động tranh cử cho Đảng Dân Chủ. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 26 tháng 9 đã có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris tại Nhà Trắng để thảo luận về kế hoạch chiến thắng mà ông hy vọng sẽ gây sức ép buộc Nga phải đồng ý chấm dứt xung đột bằng biện pháp ngoại giao. Chi tiết kế hoạch chưa được tiết lộ, nhưng ông Zelensky được cho là đã đề nghị các nhà lãnh đạo Mỹ tiếp tục hỗ trợ quân sự và tài chính, cũng như đảm bảo an ninh cho Ukraine. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh cựu Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng Hòa giận dữ về chuyến thăm của ông Zelensky đến một nhà máy vũ khí tại quê nhà Scranton, bang Pennsylvania của ông Biden hôm 22 tháng 9. Chuyến thăm này bị các thành viên hàng đầu của Đảng Cộng Hòa coi là một sự kiện vận động tranh cử cho Đảng Dân Chủ. Trong một bức thư công khai, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson cho biết, chuyến thăm này được thiết kế để đem lại lợi ích cho Đảng Dân Chủ và rằng nó tương đương với việc can thiệp bầu cử. Ông cũng yêu cầu Ukraine sa thải đại sứ nước này tại Washington, người này đã giúp sắp xếp chuyến thăm của ông Zelensky. Ủy ban giám sát Hạ viện do Đảng Cộng hòa lãnh đạo cũng tuyên bố sẽ điều tra xem chuyến thăm của ông Zelensky tới Scranton có phải là nỗ lực lợi dụng một nhà lãnh đạo nước ngoài để mang lại lợi ích cho chiến dịch tranh cử tổng thống của bà Harris hay không. Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, một thành viên Đảng Cộng hòa ủng hộ Ukraine, đã chỉ trích chuyến thăm của ông Zelensky tới nhà máy vũ khí. Ông Graham nói với các phóng viên tại nhà quốc hội rằng những gì xảy ra ở Pennsylvania là một sai lầm. Người phát ngôn Nhà Trắng Karen Jean-Pierre ngày 26 tháng 9 cho biết không có gì bất thường về chuyến thăm của ông Zelensky tới nhà máy vũ khí và kêu gọi Đảng Cộng Hòa từ bỏ yêu cầu điều tra về tính chất chính trị của chuyến thăm. Chuyến thăm là do chính quyền của ông Zelensky đề xuất. Bà Jean Pierre nói, phía Ukraine đề nghị thăm nhà máy mà các công nhân Mỹ làm việc, nơi họ sản xuất ra vũ khí quân đội Ukraine dùng mỗi ngày trên tiền tuyến. Yêu cầu từ phía Ukraine không phải từ chúng tôi, Đảng Dân Chủ. Ông Zelensky dự kiến gặp cựu Tổng thống Donald Trump trong ngày 27 tháng 9 theo giờ Mỹ mặc dù trước đó có thông tin cho rằng cuộc gặp đã bị hủy. Trong một cuộc vận động tranh cử ở Pennsylvania hôm 22 tháng 9, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gọi ông Zelensky Ukraine là người bán hàng vĩ đại nhất. Tôi nghĩ ông Zelensky là người bán hàng vĩ đại nhất trong lịch sử. Cứ mỗi lần ông ấy đến Mỹ, y như rằng ông ấy lại ra về với 60 tỷ đô la Mỹ trong tay. Ông Trump nói với những người ủng hộ ở Pennsylvania Ông Zelensky rất muốn bà Kamala Harris giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2024. Nhưng tôi sẽ làm khác. Tôi sẽ tạo ra hòa bình. Bình luận trên được đưa ra sau khi nhà lãnh đạo Ukraine tỏ ra nghi ngờ tuyên bố của ông Trump rằng ông có thể nhanh chóng chấm dứt xung đột Nga-Ukraine và sẽ yêu cầu Tổng thống Nga và Ukraine thực hiện một thỏa thuận để chấm dứt tình trạng thù địch. <laughs> Ứng viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump sẽ gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào ngày 27 tháng 9 tại New York. Cụ thể ra sao, mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Tại một cuộc họp báo ở New York chiều ngày 26 tháng 9, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, tôi sẽ gặp ông ấy vào lúc 9 giờ 45 phút sáng mai tại tháp Trump. Trước đó cùng ngày, ông Trump đã đăng một tin nhắn từ Phó Đại sứ Ukraine tại Mỹ, chuyển tiếp yêu cầu gặp mặt của Tổng thống Zelensky tới nền tảng Trump social của ông. Tổng thống Zelensky chia sẻ, Ông Donald Trump thân mến, tôi hy vọng ông vẫn khỏe. Tôi nhớ cuộc điện đàm gần đây của chúng ta thực sự rất tốt. Tất cả chúng tôi ở Ukraine đều muốn kết thúc cuộc chiến này bằng một nền hòa bình công bằng. Và chúng tôi biết rằng nếu không có Mỹ thì điều này không thể đạt được. Đó là lý do tại sao chúng ta phải cố gắng hiểu nhau và giữ liên lạc chặt chẽ. Nhà lãnh đạo Ukraine viết thêm và cho biết, ông thực sự mong muốn cuộc gặp mặt với ông Trump. Tôi luôn nói với sự tôn trọng lớn lao về mọi thứ liên quan đến ông, đó là điều nên xảy ra. Trước đó có thông tin cho rằng Ông Trump từ chối gặp ông Zelensky vì bất bình với việc nhà lãnh đạo Ukraine thăm một nhà máy sản xuất đạn dược của Mỹ ở Pennsylvania hồi cuối tuần cùng với thống đốc bang George Shapiro của Đảng Dân Chủ. Chuyến thăm thậm chí khiến Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, một thành viên Đảng Cộng Hòa viết thư đề nghị ông Zelensky cách chức đại sứ Ukraine tại Mỹ vì đã giúp tổ chức chuyến đi này. Tuy nhiên, Nhà Trắng khẳng định chuyến thăm nhà máy của ông Zelensky không mang bất cứ mục đích chính trị nào. Cựu Tổng thống Mỹ xác nhận gặp ông Zelensky sau khi ông chỉ trích nhà lãnh đạo Ukraine vì không chịu đàm phán với Nga và thi thoảng có những lời lẽ khó nghe về ông Trump. Tại một cuộc vận động tranh cử ở North Carolina ngày 25 tháng 9, ông Trump cho biết Tổng thống Ukraine đang ở đất nước chúng ta và ông ấy đang đưa ra những lời lễ khó chịu đối với vị Tổng thống mà các bạn yêu mến, chính là tôi. Ông cũng nhấn mạnh, chúng ta tiếp tục trao hàng tỷ đô la Mỹ cho một người từ chối thỏa thuận, ông Zelensky. Không có thỏa thuận nào mà ông ấy có thể thực hiện. Các bạn có một đất nước đang bị phá hủy, không thể xây dựng lại được. Một ngày trước đó, ông Trump tuyên bố sẽ khiến nước Mỹ ngừng liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine nếu tái đắc cử. Ông cũng cho rằng ông Zelensky muốn đảng dân chủ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới và gọi ông là người bán hàng vĩ đại nhất trên trái đất. Tổng thống Zelensky đang ở thăm New York, dự cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và gặp gỡ các quan chức của Mỹ. Nhân dịp này, ông sẽ trình bày với Tổng thống Mỹ Joe Biden và hai ứng viên Tổng thống về kế hoạch chiến thắng của Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong các chương trình bản tin và tin tức thời sự hàng ngày. Chân thành cảm ơn sự theo dõi và đồng hành của quý vị. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại!